chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, có phước có lộc, trúng lớn cực đậm, vận số giàu sang cực sướng. Kính chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý cô bác anh chị đang theo dõi và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Quý tín chủ Canh Tý thân mến, đôi lời gửi đến Canh Tý sinh năm 1960. Trong cuộc sống, khả năng chịu đựng áp lực là một kỹ năng quan trọng, nhưng cũng đừng quên rằng việc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi cần phải biết buông bỏ, biết thản nhiên và bình lặng trước mọi thách thức. Chúng ta không thể kiểm soát tất cả mọi điều, nhưng có thể kiểm soát cách ta đối phó với chúng. Hãy đối diện với mọi tình huống một cách bình thản, không oán trách, không buồn bã, không than thở và không trách phận. Đừng quá mãi mê suy nghĩ về quá khứ và những lỗi lầm đã xảy ra. Quan trọng hơn là học từ chúng và tiến lên với niềm tin và sự quyết tâm. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ và thách thức, nhưng đó cũng là điều làm cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống. Hãy luôn lạc quan và tìm kiếm những hy vọng dù là nhỏ nhất để tiếp tục bước đi trong hành trình của mình. Dù gặp phải thất bại, đừng bao giờ sợ hãi thử thách mới. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, và nếu không thành công, hãy nhớ rằng đây chỉ là bước đệm để ta học hỏi và tiến xa hơn trong cuộc sống. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý tín chủ luận giải về tử vi của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ giúp quý mệnh chủ dự đoán vận trình công danh, sự nghiệp, tiền bạc và sức khỏe, cũng như những thuận lợi và khó khăn có thể gặp phải trong thời gian này. Đây là những thông tin chưa từng được tiết lộ, và chỉ cần tránh được ba hiểm họa này, quý mệnh chủ sẽ đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két, hết khổ và đổi đời thành công. Trong video luận giải tử vi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu tuổi Canh Tý có gặp phải những khó khăn nào trong tháng này, cách hóa giải ra sao để rước tài lộc, may mắn về nhà. Mong rằng quý cô bác anh chị sẽ yêu thích video này và xem hết để nắm bắt cơ hội vàng, đổi đời và giàu có viên mãn. Tiên tri chấn động giới tử vi học. Tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần tuyệt đối chú ý kẻo tiền bạc đội nón ra đi, dỡ nợ trong tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Khi bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, tuổi Canh Tý sẽ đối diện với những thách thức trong sức khỏe mà nguyệt lệnh bệnh đã báo trước. Những dấu hiệu không mấy khả quan như sắc mặt u ám, không còn vẻ rạng rỡ sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề, giống như một tấm mền nặng trĩu đang đè lên vai. Đây chính là lúc để bạn nhận ra rằng sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Trong bối cảnh hiện tại, tinh thần bạn có phần uể oải khiến cho bạn không còn hứng thú với những hoạt động thường nhật, mà thường có xu hướng rút lui vào những vòng tay an toàn của riêng mình. Bạn có thể cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chỉ muốn tìm đến giấc ngủ để quên đi mọi buồn phiền. Hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng để hồi phục sức lực. Đây là lúc bạn cần phải nạp lại năng lượng trước khi theo đuổi những ước mơ lớn lao. Về phương diện sự nghiệp, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thiên ấn đang chiếu sáng con đường của mình. Những kế hoạch đã được bạn vạch ra một cách chỉnh chu, giờ đây chỉ cần bạn thực hiện theo từng bước một cách kiên định. Hãy tập trung vào những việc đơn giản, bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Đồng thời, tam hội khuyến khích bạn xây dựng và duy trì các mối quan hệ hài hòa, hợp tác có lợi. Hãy nhớ rằng, sự hỗ trợ từ đối tác và bạn bè sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn vượt qua khó khăn. Mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn khi mọi người cùng chung tay, tạo nên những giá trị tốt đẹp. Ngoài ra, tháng này Bách Diệt mang đến nhiều cơ hội trong tình duyên, với những mối nhân duyên bất ngờ đang chờ đón bạn. Nhưng đối với những ai đã có đôi, hãy cẩn thận với những cám dỗ xung quanh. Đôi khi, từ chối một cơ hội có thể giúp bạn giữ vững hạnh phúc hiện tại và tránh khỏi những rắc rối không đáng có. Tháng 10 âm lịch năm 2024 sẽ là một hành trình thú vị cho tuổi Canh Tý. Nếu bạn biết cách chăm sóc sức khỏe và xây dựng các mối quan hệ một cách khôn ngoan, hãy dũng cảm đối diện với thử thách và tìm ra hướng đi cho riêng mình. Tử vi sự nghiệp tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, con giáp tuổi Canh Tý sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ thiên ấn, mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn trên con đường sự nghiệp. Đây là thời điểm để bạn phát huy những tiềm năng vốn có và tiến bước vững chắc về phía trước. Nhưng hãy nhớ, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới,
Bạn cũng cần biết cách lắng nghe cơ thể và tâm trí của mình. Một chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sẽ là nguồn năng lượng thiết yếu giúp bạn duy trì phong độ cao nhất. Trong không khí làm việc của tháng này, các mối quan hệ tại nơi công sở cũng sẽ trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Cấp trên sẽ tỏ ra hài lòng trước những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra, nhìn thấy sự tập trung và trách nhiệm của bạn trong từng nhiệm vụ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng được hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp, mà còn tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Tại thời điểm này, các điều kiện thuận lợi sẽ liên tục xuất hiện, mang lại những tiến triển tích cực trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn ấp ủ những ước mơ, những mục tiêu lớn lao, hãy không ngừng nghĩ về chúng. Sự thành công sẽ đến gần hơn khi bạn đặt ra những mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng với tất cả nhiệt huyết. Hãy biến những ý tưởng và kế hoạch của bạn thành hiện thực bằng cách tập trung vào từng bước nhỏ. Tháng 10 cũng là thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn hãy tận dụng sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Điều này sẽ giúp bạn gặt hái nhiều thành công mới mẻ trong sự nghiệp. Những cơ hội làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn mở ra cánh cửa cho những ý tưởng sáng tạo và hợp tác bền vững trong tương lai. Hãy tự tin và mạnh dạn bước đi trên con đường mà bạn đã chọn. Sự kết hợp giữa nỗ lực cá nhân và sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho tuổi Canh Tý trong tháng này. Chúc bạn có một tháng 10 tràn đầy niềm vui và thành công. Tử vi tài lộc tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Bước vào tháng 10 âm lịch năm 2024, tuổi Canh Tý như một chiến binh dũng mãnh, luôn mang trong mình sự ổn định và thực tế. Bản mệnh không chỉ đơn thuần tìm kiếm mục tiêu mà còn quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, với tinh thần kiên định và sự nhạy bén trong công việc. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống ít khi thiếu thốn, thậm chí, nếu bạn khéo léo hơn trong việc quản lý tài chính, sự giàu có sẽ không còn là điều xa vời. Tháng này đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong hành trình tài lộc của bạn. Dường như sức mạnh nội tại của tuổi Canh Tý đang bùng cháy, giúp bạn không chỉ mạnh mẽ tiến bước, mà còn dám vượt qua mọi giới hạn mà trước đây bạn từng nghĩ là không thể. Điều này sẽ tạo cơ hội để bạn gặt hái những thành công nổi bật và mới mẻ trong cuộc sống. Tài lộc sẽ đến như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ mà bạn đã dành cho công việc và cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua. Những nỗ lực đó không chỉ đơn giản là làm việc chăm chỉ, mà còn là khả năng nhận diện và tận dụng những cơ hội xung quanh. Việc làm ăn của bạn sẽ khởi sắc, buôn bán thuận buồm xuôi gió, với dòng tiền ra vào đều đặn như nhịp đập của một trái tim khỏe mạnh. Hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong công việc, vì đôi khi, chính những cơ hội tưởng chừng như không đáng kể lại mang đến cho bạn những bước tiến lớn. Bằng cách hoàn thiện bản thân và không ngừng nâng cao kỹ năng, tuổi Canh Tý sẽ mở ra nhiều cánh cửa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và lâu dài. Hãy mạnh dạn, tự tin và không ngần ngại đón nhận những thử thách mới. Tháng 10 này hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những điều bất ngờ và thành công rực rỡ. Chỉ cần bạn biết nắm bắt và biến chúng thành hiện thực. Tử vi sức khỏe tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Tháng 10 âm lịch năm 2024 mở ra một chương mới đầy thử thách cho tuổi Canh Tý và tử vi tháng này không thể không đề cập đến sức khỏe của bạn. Dấu hiệu từ mệnh có bệnh cho thấy rằng thời gian này sức khỏe của bạn đang có phần suy yếu, cảm giác u buồn và căng thẳng như những đám mây đen u ám, khiến bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn và giấc ngủ không còn ngon như trước. Ngũ hoàng đang bay về phương Đông Nam và điều này nhắc nhở bạn rằng sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất. Đừng để những áp lực công việc cuốn bạn vào dòng xoáy mà quên đi việc chăm sóc cơ thể và tâm hồn. Hãy nhớ rằng, một tâm trí minh mẫn và một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để bạn đạt được những điều bạn khao khát trong cuộc sống. Để cải thiện sức khỏe, tuổi Canh Tý nên cân nhắc gác lại một số công việc không thật sự quan trọng. Hãy học cách đặt ra ưu tiên hợp lý, cắt giảm những nhiệm vụ gây căng thẳng để có thể tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những việc thực sự cần thiết. Đừng ngại nói không khi bạn cảm thấy bản thân đang bị quá tải. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp tinh thần bạn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tham gia vào các buổi thiền hoặc tập yoga không chỉ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mà còn mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Những bài tập này như một liều thuốc quý, giúp bạn lấy lại sự cân bằng, đưa tâm trí trở về trạng thái sáng suốt và tràn đầy năng lượng. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn trong tháng này, chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng đón nhận những cơ hội đang chờ đợi phía trước. Nhớ rằng,
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn sở hữu, và chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tỏa sáng rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tử vi tình duyên tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Tháng 10 âm lịch năm 2024 đến mang theo những gợn sóng tình cảm rộn ràng cho tuổi Canh Tý. Tử vi cho thấy bách diệt chủ đào hoa xuất hiện trong thời gian này, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tươi mới về tình yêu và cảm xúc. Những rung động lãng mạn sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim bạn, khiến nó trở nên sáng lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm. Để tình cảm giữa bạn và nửa kia thêm gắn bó, tháng này thật lý tưởng cho những chuyến đi chơi hay kỳ nghỉ ngọt ngào bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho những hoạt động thú vị, nơi cả hai có thể thỏa sức sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ. Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều dạo chơi, ngắm hoàng hôn hay một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cũng đủ để thổi bùng lại những cảm xúc yêu thương. Nếu bạn đang trong tình trạng độc thân, đừng ngần ngại mở lòng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy gia tăng cơ hội gặp gỡ bằng cách tham gia các sự kiện xã hội hoặc thậm chí là những chuyến du lịch khám phá. Biết đâu tình yêu đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó xa xôi, chỉ cần bạn dám bước đi và đón nhận. Cuộc sống xã hội của bạn trong tháng này cũng sẽ vô cùng rực rỡ. Hãy chuẩn bị cho những buổi tiệc tùng sôi động vào cuối tuần, nơi bạn sẽ gặp gỡ bạn bè và những người thân yêu. Những khoảnh khắc vui vẻ, những nụ cười và tiếng cười sẽ tạo ra những kỷ niệm đẹp, góp phần làm phong phú thêm hành trình tình cảm của bạn. Hãy để trái tim bạn thổn thức và hòa mình vào dòng của cảm xúc, để tháng 10 này trở thành một hành trình khám phá tình yêu đầy màu sắc. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, và tình yêu sẽ là phần thưởng ngọt ngào dành cho bạn trong cuộc sống này. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch, vận khí của tuổi Canh Tý đang có những chuyển biến tích cực, mang lại cho bạn những dấu hiệu đầy hứa hẹn. Đầu tuần với tâm thế hăng hái và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh mới như ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Thiên ấn như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường sự nghiệp của bạn, mở ra những cơ hội tươi sáng và hấp dẫn mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, trong cơn say mê với những thành công đến gần, đừng để bản thân lãng quên một điều vô cùng quan trọng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn cần bảo vệ. Dù công việc có thuận lợi đến đâu, việc chăm sóc bản thân vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Hãy dành cho mình những phút giây thư giãn quý báu, tham gia vào các hoạt động giúp tái tạo năng lượng như đi bộ trong công viên, tập yoga hay thiền định để tâm trí được tĩnh lặng và thân thể thêm phần dẻo dai. Trong khía cạnh tình cảm, nếu bạn đã có người yêu, hãy nhớ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Một buổi hẹn hò lãng mạn, đơn giản như một bữa tối dưới ánh nến hay một cuộc dạo chơi giữa thiên nhiên sẽ giúp thắt chặt thêm sợi dây kết nối giữa hai bạn. Hãy để tình yêu được thăng hoa và những khoảnh khắc bên nhau trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Còn đối với những ai còn độc thân, tuần này chính là thời điểm lý tưởng để bạn mở lòng và giao lưu với những người xung quanh. Hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội, vì biết đâu trong những cuộc gặp gỡ bất ngờ, bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, người có thể cùng bạn chia sẻ những ước mơ và hoài bão trong tương lai. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và nắm bắt những cơ hội, vì cuộc sống luôn đầy bất ngờ chờ đón bạn. Tử vi tuần 2, từ mùng 8 đến 14 tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Khi bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Tý sẽ phải đối mặt với một số thách thức nhất định trong công việc. Những vấn đề này có thể gây ra chút khó khăn và làm bạn cảm thấy nản lòng. Nhưng đừng quá lo lắng, thiên ấn vẫn đang bên bạn, hỗ trợ và hướng dẫn bạn vượt qua những trở ngại. Hãy kiên nhẫn, tìm kiếm các giải pháp thông minh và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn. Chắc chắn rằng từ những mảnh ghép nhỏ, bạn sẽ có thể tạo nên một bức tranh sự nghiệp hoàn hảo và đáng tự hào. Trong tuần này, sức khỏe của bạn cần được chú trọng hơn bao giờ hết. Dấu hiệu mệt mỏi và căng thẳng có thể bắt đầu xuất hiện, đe dọa đến sự năng động của bạn. Vì vậy, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thể thao hoặc đơn giản chỉ là đọc một cuốn sách yêu thích có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng, làm mới tâm trí và tinh thần. Về khía cạnh tình cảm,
Giao tiếp sẽ trở thành chìa khóa quan trọng giúp bạn giải quyết mọi mâu thuẫn hay hiểu lầm. Đừng ngần ngại chủ động nói chuyện với người yêu hoặc bạn bè để làm rõ mọi vấn đề. Những cuộc trò chuyện chân thành không chỉ giúp xóa tan mọi bão tố, mà còn làm cho tình cảm của bạn trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đối với những ai vẫn đang độc thân, hãy tự tin thể hiện bản thân. Cơ hội đang chờ đợi bạn và việc mở lòng sẽ giúp bạn tìm thấy những mối quan hệ thú vị và đầy tiềm năng. Hãy nhớ, mỗi khoảnh khắc đều là một cơ hội, vì vậy hãy sống hết mình và đón nhận mọi điều tốt đẹp đang đến. Tử vi tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch năm 2024 cho tuổi Canh Tý. Bước vào tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Tý sẽ nhận thấy nhiều tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực công sức và tâm huyết mà bạn đã dành ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu thu hoạch thành quả. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên hoặc thậm chí được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc. Hãy tự tin và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội này, vì chúng có thể mở ra những cánh cửa mới, dẫn bạn đến những thành công vượt bậc trong tương lai. Tuy nhiên, đừng bao giờ để thành công làm bạn chủ quan. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân và cố gắng hết sức để thực hiện chúng. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn duy trì động lực, mà còn tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, trong tuần này, bạn cũng nên dành thời gian cho các mối quan hệ xã hội. Hãy tổ chức những buổi gặp gỡ với bạn bè, gia đình hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những mối quan hệ tốt đẹp sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của bạn. Hãy tạo dựng mạng lưới kết nối, bởi những cơ hội lớn thường đến từ những người bạn quen biết. Về phương diện tình cảm, mọi thứ trong tuần này có vẻ yên ả hơn. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy dành thời gian chất lượng cho nhau, cùng nhau chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm đẹp. Điều này sẽ giúp tình yêu của bạn thêm phần gắn bó và thăng hoa. Đối với những ai đang độc thân, hãy tự tin hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Đừng ngần ngại khi gặp gỡ người mới, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một người đặc biệt, một nửa của mình trong những cuộc trò chuyện giản dị. Hãy mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho bạn. Tử vi tuần cuối từ ngày 22 đến hết tháng 10 âm lịch cho tuổi Canh Tý. Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ mở ra cho tuổi Canh Tý những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ. Đây không chỉ là thời điểm để bạn nhìn lại những gì đã đạt được trong tháng qua, mà còn là dịp để bạn đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho tháng tiếp theo. Thiên ấn dẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn, mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ, giúp bạn xác định rõ hướng đi trong công việc. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xem xét các cơ hội và lựa chọn tốt nhất cho sự phát triển của bản thân. Tuy nhiên, trong tuần này, sức khỏe sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng. Có thể bạn sẽ cảm thấy một chút mệt mỏi do áp lực công việc đè nặng. Nhưng đừng để điều đó làm bạn chùn bước. Hãy chăm sóc bản thân thật chu đáo, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý. Những giấc ngủ ngon và giây phút thư giãn sẽ là liều thuốc quý giá giúp bạn hồi phục năng lượng, sẵn sàng đối mặt với những thách thức phía trước. Về phương diện tình cảm, tuần cuối tháng sẽ rất đáng mong chờ và đầy hứa hẹn. Nếu bạn đã có đôi, hãy cùng nhau khám phá những điều mới mẻ trong mối quan hệ. Một chuyến đi ngắn ngày, có thể là một chuyến picnic hay du lịch, sẽ là giải pháp hoàn hảo để làm mới tình yêu của hai bạn, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và tăng cường sự gắn kết. Đối với những ai đang độc thân, tuần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội thú vị để gặp gỡ người mới. Hãy cởi mở và sẵn sàng cho những bất ngờ trong tình yêu. Những cuộc hội ngộ, những cuộc trò chuyện tình cờ có thể dẫn đến những mối quan hệ sâu sắc hơn. Hãy để trái tim bạn mở rộng và chào đón những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn. Hy vọng rằng, tháng 10 này sẽ mang đến nhiều điều tích cực và cơ hội cho bạn. Tuổi Canh Tý, hãy tự tin bước vào tương lai vì bạn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Tiếp nối chương trình là tử vi tuổi Canh Tý tháng 10 âm lịch, những tuổi tương hợp và xung khắc trong hợp tác làm ăn. Tuổi Canh Tý và tuổi Tý. Tuổi Tý đại diện cho sự quyền lực và trí tuệ. Những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân. Những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Tuổi Canh Tý và tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Sửu đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi Chuột thông minh, mưu trí,
Còn tuổi Sửu có sức khỏe, thể chất, nếu thành một cặp đôi họ có thể bù trừ, khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn, còn trong tình yêu, Tý và Sửu sẽ không tìm được tiếng nói chung. Tuổi Canh Tý và tuổi Dần. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Canh Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu. Hổ sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với chuột. Nhưng con chuột nhỏ bé, nhanh nhẹn, cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Tuổi Canh Tý và tuổi Mão. Tuổi Canh Tý và tuổi Mão có thể trở thành những người tri kỷ thực sự trong cuộc đời nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Tý, bù lại tuổi Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Canh Tý và tuổi Thìn. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn thì người tuổi Tý luôn là những trợ thủ đắc lực nhất. Ngược lại, người tuổi Tý cũng rất cần những ý kiến, lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Canh Tý và tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát. Ngược lại, rắn lại tỏ ra lề mề, chậm chạp. Điều đó khiến cho chuột cảm thấy bức xúc, khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của chuột cũng khiến rắn rối loạn. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Ngọ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngựa sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ người tuổi Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn kinh doanh thì hai người này sẽ xây dựng được sự nghiệp vững vàng và đạt được nhiều thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung nhưng lại bổ trợ, giúp đỡ, trao dồi kinh nghiệm lẫn nhau. Người tuổi Tý sẽ học hỏi được những ý tưởng độc đáo, sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, người tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của tuổi Tý. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân. Nếu tuổi Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì Tý và Thân luôn biết cách giải hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Canh Tý và tuổi Dậu. Trên phương diện làm ăn, hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Canh Tý và tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, tuổi Tý và tuổi Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Tý tìm được ở tuổi Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tình bạn khác giới giữa tuổi Tý và tuổi Tuất rất dễ phát triển thành một tình yêu đích thực. Họ thấu hiểu nhau và cảm thấy bị thu hút bởi đối phương. Người tuổi Tuất sẽ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của tuổi Tý. Tuổi Canh Tý và tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Người tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát bao nhiêu thì tuổi Hợi lại chậm chạp, lề mề bấy nhiêu. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thường không lâu dài. Tuổi Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Tý thật kiêu ngạo, khoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này dễ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Thưa quý cô bác thân mến, cổ nhân xưa có câu, tướng tùy tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Trong tháng 10 âm này, cô bác Canh Tý gặp nhiều may mắn, tài lộc rực rỡ. Tuy nhiên, với những Canh Tý có tướng mặt này sẽ đuổi giận may đi. Nhưng nếu sửa được, tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về. Quý tín chủ hãy xem mình có những đặc điểm đó hay không nhé. 1. Lúc nói miệng méo, lệch. Một trong những tướng người đuổi giận may đi mà ít ai biết đó là lúc nói miệng họ bị méo hoặc lệch đi. Cho dù bình thường miệng của họ không như thế, đặc điểm thường thấy là hai môi không cân xứng, dên lệch sang hẳn bên trái hoặc phải, thấy rõ nhất khi nói hoặc cười.
Khi soi gương, miệng lệch khiến gương mặt thiếu cân đối, kém thẩm mỹ, ngoài ra còn ảnh hưởng tiêu cực đến vận số của người đó. Xét theo diện mạo, thì một người có vận mệnh tốt thì ngũ quan cần cân đối, miệng là một trong năm ngũ quan, bên cạnh tai, mắt, lông mày, mũi, nếu lệch thì vận số cũng sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Theo nhân tướng học, người miệng lệch méo thì lời nói thường không trung thực, chỉ những ai đã làm bạn lâu năm với những người này mới biết bản chất thật của họ. Bình thường những người này cười nói đều tạo cảm giác giả tạo, đôi lúc nói ra những lời xúi quẩy hoặc thô tục để trút bớt đi những tức giận, buồn phiền trong lòng bỗng đâu ập đến trong cuộc sống. Điều này có thể là vô ý hoặc cho thấy họ không giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc. Nếu có điểm tướng mạo này thì tốt nhất nên tu khẩu nghiệp để tránh tai họa cho bản thân lẫn rắc rối cho người khác. Nên tập cách bỏ tật xấu miệng nói những lời không hay, vì nó có thể khiến vận mệnh của bạn trở nên lao đao, khó lường. Ngoài ra, nếu sở hữu tướng xấu này nên quyết tâm thay đổi bằng cách tập nói, cười trước gương để căn chỉnh lại khuôn mặt của mình. Một khi thói quen nói lệch miệng này được loại bỏ, thì cuộc đời của bạn sẽ hanh thông. 2. Sử dụng quá nhiều ngôn ngữ cơ thể. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể là cần thiết, nhưng nếu bạn cứ khua chân múa tay quá nhiều, lắc đầu, bắt chéo chân, bịt tai, nhắm mắt hay đảo mắt liên tục, tất cả đều là những dấu hiệu khó chịu khiến người cảm khác cảm thấy rằng bạn đang không thực sự chú ý vào câu chuyện họ đang nói. Khoanh tay hoặc khoanh chân ở một mức độ nào đó cho thấy bạn không muốn đón nhận những gì người khác đang nói, gật đầu lia lịa tạo ra những nghi ngờ không đáng có. Giờ đầu bứt tóc trong các cuộc đối thoại có nghĩa bạn đang lo lắng điều gì đó, thõng vai là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Những cử chỉ trên tưởng là nhỏ, nhưng thường là nguyên nhân khiến bạn khó ký kết những hợp đồng quan trọng. Bạn bè thiếu niềm tin ở bạn hoặc thậm chí có kẻ cho rằng bạn bất tài, thiếu kiểm soát trong suy nghĩ và hành động. Tài lộc chỉ ghé thăm những ai có thái độ phù hợp, tạo cảm giác tin tưởng cho người đối diện. Vì thế, hãy học lại cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể ở mức vừa phải thôi bạn nhé. 3. Rung chân khi ngồi. Tướng những người rung chân khi ngồi được xem là tướng người đuổi giận may đi. Do đó, bạn hoặc con cái mình đang có tướng xấu này thì cần tìm cách sửa ngay lập tức. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân có câu, người hay rung ắt sẽ nghèo, cây hay rung ắt sẽ đổ. Đó là thói quen xấu khiến thần tài tránh xa mà chúng ta nên lưu ý. Thực tế cho thấy, những ai có thói quen rung chân thì tâm lý của họ không vững, khả năng quyết định không tốt, thiếu đi sự quyết đoán, thế nên trong vấn đề tài chính họ cũng không dứt khoát, hay để mất các cơ hội hoặc không đủ khả năng xử lý các vấn đề khó khăn, cho nên người này đối với vấn đề xử lý tài chính khá kém, bởi vậy tiền bạc kiếm chậm mà khó khăn. Nếu nam giới có thói quen rung đùi, anh ta khó có thể trở nên giàu có, thành đạt. Phái nữ hay rung đùi thường gặp khó khăn trong vấn đề tình cảm. Ngoài ra, việc rung chân vô thức hành động này lại vô tình biểu hiện cho thấy bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe. Do đó, bản mệnh nếu đang có thói quen này thì ngay lập tức ý thức hơn với việc này, để mỗi khi nói chuyện không còn rung chân nữa. Quý vị thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Canh Tý tháng này: hãy thường xuyên tích đức hành thiện và làm nhiều việc tốt. Nếu có cơ hội, hãy cố gắng giúp đỡ những người lớn tuổi và tất nhiên là không mong cầu báo đáp bất cứ điều gì. Hãy thường xuyên thăm hỏi và trò chuyện cùng họ. Đồng thời, bạn cũng nên xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp khác. Khi bạn không ngừng giúp đỡ những người xung quanh, thì hạt giống thiện lương sẽ được ươm mầm và nảy nở. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận được thành quả. Hãy sống một cuộc đời đúng đắn, luôn giữ vững phẩm hạnh và lòng nhân ái. Nếu có thể làm được như vậy thì phúc còn chưa đến, quả đã tức khắc rời đi. Hãy xây dựng kế hoạch mà bạn muốn thực hiện trong tương lai một cách chi tiết và tỉ mỉ. Hãy giữ kín những hoài bão này, không tiết lộ điều này với bất kỳ ai, ngay cả với cha mẹ hoặc đồng nghiệp xung quanh, và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình một cách lặng lẽ. Đến lúc bạn đạt được thành công mà bản thân mong muốn rồi, mọi người sẽ cảm thấy thực sự bất ngờ và trầm trồ với những cố gắng của bạn. Ngược lại, nếu bạn vội vàng chia sẻ kế hoạch của mình ra và sau này sự việc không được như kỳ vọng, thì những chia sẻ trước đó có thể sẽ làm bạn gặp phải phiền toái. Nếu những tính toán của bạn không được như bạn mong muốn, có thể tương lai bạn sẽ phải đối diện với những lời châm chọc khiến bạn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Đôi khi, trong cuộc sống sẽ có những điều không thực sự cần thiết phải chia sẻ ra, và nếu như chúng ta không để tâm thì rất có thể sẽ tạo ra cơ hội cho những người ghen ghét tìm cách đàm tiếu sau lưng. Hãy giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất, duy trì một thái độ tích cực và lạc quan. Trong cuộc sống,
cho dù gặp phải bất cứ sự việc gì, dù tốt hay xấu thì chúng ta cũng không nên cảm thấy quá đỗi vui mừng hay thất vọng. Đồng thời hãy cố gắng để không chịu tác động bởi trường năng lượng của người khác. Chúng ta cần phải giữ vững tâm trí và tốt hơn hết là tránh xa những điều thị phi đang xảy ra xung quanh mình. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải thực sự có trách nhiệm đối với bản thân bằng cách suy xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Hãy thức tỉnh sức sống đang ngủ yên trong bạn, đừng để bản thân mình mắc kẹt trong không gian bốn bức tường một cách lặng lẽ. Khi con đường phía trước của chúng ta liên tục được kiến tạo bằng những bước chân không ngừng nghỉ, tâm hồn của bạn được sẽ tự do bay bổng nơi không gian bao la và vận may sẽ dần dần mỉm cười với bạn. Khi bạn tràn đầy năng lượng và nhiệt thành thì may mắn sẽ luôn gõ cửa, giống như một người bạn đồng hành tin cậy. Dòng nước ngừng chảy sẽ cô đọng và sinh ra bùn lầy, con người đứng yên bất động sẽ dần bị thời gian lãng quên. Hãy cùng nhau vận động để cuộc sống luôn tươi mới và rực rỡ bạn nhé.